Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải. Có thể nói đây là cái dòng vua bán tải rồi. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh chuẩn 12 vạn km rồi. Và chiếc xe này là form 2014, nhưng sản xuất năm 2014 nhưng mà chủ xe cũng đã độ lên form rồi quý vị và các bạn nhé. Chủ xe đã độ lên form 2016 rồi quý vị và các bạn ạ. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị và các bạn biết ngay là đã được độ lên form rồi. Độ hết từ những cái phần đầu này. Đấy. Đây là cái phần mà chủ xe đã độ lên form đây quý vị và các bạn nhé. Từ mặt ca lăng này, tai này, đèn này, đấy, cả cái bộ phần đầu này là gần như là cả cái phần đầu này đã được độ hết lên form, form 2016 đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, phiên bản 3.2 nhập khẩu. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về và chưa có kịp dọn dẹp gì, tôi chỉ mới đem ra rửa là quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Vừa mới rửa thì nó cũng chỉ được sạch sẽ cái phần bên ngoài thôi nhé. Chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng, chưa có sơn xi gì cả. Vết xước, vết móp trên xe như thế nào thì nó còn nguyên như vậy đấy ạ. Tôi để nguyên, tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem. Nhìn về cái phần bên ngoài thì nó cũng có đôi phần xước sát nhỏ đây. Tôi phải quay sát vào thì quý vị và các bạn mới thấy được những cái vết xước nhỏ như thế này trên xe nhé. Những chiếc xe sau 5 tháng sử dụng thì những cái việc xước sát nhỏ nhẹ như đây đây thì là cái việc là hết sức bình thường quý vị và các bạn nhé. Đấy, những cái phần xước sát này thì không thể tránh khỏi đâu ạ. Đấy, những chiếc xước sát nhỏ nhẹ này nếu như mà đánh bóng đi thì là nó cũng sẽ hết hoặc là nó đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà do chúng tôi vừa mới mua về là tôi cứ phải quay đã. Nó có thế nào là tôi quay giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn thế vậy đã. Để quý vị và các bạn đến xem xe tại cửa hàng tôi thì chắc chắn là chiếc xe nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với những chiếc xe mà chúng tôi quay chụp ảnh đăng lên trên mạng. Vì đăng lên trên mạng là gần như là vừa mới mua về là tôi quay luôn, đăng luôn. Nhưng mà có thời gian thì tôi mới bắt đầu đem đi dọn dẹp để quý vị và các bạn đến xem thì nó đẹp hơn rất nhiều đấy nhá. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn thấy đấy, chủ xe cũng đã độ hết ra cả về cái phần đầu để lên form 2016. Còn về cái phần dàn lốp thì chủ xe cũng đã độ lên một cái dàn lốp rất là đẹp, dàn lốp địa hình. Đây, đây là cái bộ lốp mà chủ xe đã độ lên đấy ạ. Đấy, rất là đẹp và rất là dày. Đang bảo nếu như mà cái dàn lốp này mà đi không biết đến bao giờ cho nó mới hỏng. Nhưng mà vừa rồi thì chủ xe cũng đã thay đổi tức là chủ xe cũng đã muốn về lại nguyên bản. Đấy, nhưng bắt đầu là chủ xe chia sẻ là muốn về lại nguyên bản nhưng mà về từ từ chứ không về một phát hết. Về một phát hết thì nó tốn tiền quá. Vì cái đôi lốp, dàn lốp này rất là dày nên là chủ xe mới về từ từ bằng cách là chủ xe đã độ thêm đã về một cái dàn lốp nguyên bản đây. Dàn lốp này là về chủ xe vừa mới thay đôi lốp trước, xin lỗi quý vị bạn, đôi lốp trước nhá, chủ xe mới thay đôi lốp trước này để cho nó về nguyên bản theo lốp của xe đấy. Lốp của xe là như này, Bridgestone. Đấy, Bridgestone và chủ xe vừa mới thay được khoảng 1 tháng. Đây, date lốp là 2021 đây này. Quý vị các bạn thấy chưa? Đấy, cái đôi lốp trước. Chỉ đôi lốp trước thôi quý vị bạn nhé. Chủ xe định là lệnh về cả một dàn nhưng mà hết nhiều tiền quá cho nên chủ xe mới về có đôi lốp trước thôi. Đấy. Date 2021 luôn đây này. Bridgestone, đấy, đúng lốp nguyên bản của xe là phải dùng lốp này. Đấy, và lốp này thì độ như nó còn rất là dày, chủ xe mới về được có một đôi thôi. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về mà không thích đôi lốp này thì có thể đổi thêm một đôi lốp khác mới, hoặc là quý vị các bạn có lại có thể đổi đôi lốp trước để nó về giống nhau như thế này. Đổi cái việc đổi đấy rất là dễ. Bây giờ chúng ta lên trên nhóm ấy, trên hội ấy, chúng ta đổi các có khi không tốn tiền mấy đâu ạ. Nhiều người lại thích đôi lốp sau. Đấy, cho nên rất là dễ. Và hơn nữa là cái xe này nguyên bản là chủ xe đã lắp thêm cái nắp thùng rồi nhá, nắp thùng thấp đấy. Nhưng mà vừa rồi là chủ xe có thời gian là chủ xe lại không thích nắp thùng nữa nên tháo ra. Nhưng chúng tôi mua là chúng tôi cũng xin lại được cả cái nắp thùng này rồi, đang để ở góc cửa hàng chúng tôi. Vậy quý vị và các bạn nào mà bây giờ mà đang mua chiếc xe này mà lại muốn có cái nắp thùng
thì là chúng tôi sẽ lại tặng luôn cái nắp thùng cho quý vị và bạn về lắp sau nhé. Còn không thì tôi cứ để như thế này. Tại vì cái phiên bản Y-Check 3.2 là thường là không lắp nắp thùng thì nhìn nó khỏe, nó đẹp hơn. Chỉ cần lắp cái vai thể thao thôi, chỉ cần lắp cái vai thể thao ở đây thôi là nó sẽ đẹp rất là nhiều. Đấy, bây giờ là chủ xe đã có cả nắp thùng này, có cả thanh vai thể thao luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, về cái phần ngoại thất thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn này như vậy thôi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Nội thất thì nó cũng hơi bẩn một chút, cơ bản là nó còn rất nguyên bản và còn rất là đẹp. Chỉ có bẩn thôi, bẩn là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa bên lái này ra để xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn xem qua về cái cánh cửa bên lái này. Đầu tiên là vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ này. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa trước bên lái nhé. Keo chỉ nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản như thế này đây ạ. Đấy, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn là chiếc xe này nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây, từ những cái ốc bản lề này này còn nguyên hết đây này. Đấy, ốc bản lề còn nguyên và còn rất là đẹp này. Nội thất cũng rất là đẹp luôn quý vị và bạn nha. Từ cái vô lăng này, cần số này còn nguyên hết đây ạ. Đấy, vô lăng cho đến cần số là còn nguyên. Và đồng hồ là chuẩn 12 vạn quý vị và bạn nhé. Chúng tôi mua về là chúng tôi không tua. Nếu như quý vị và các bạn nào đến xem xe là tôi cho quý vị và bạn xem video hoặc là ảnh mà tôi quay tại nhà chủ xe để quý vị và bạn thấy được là cái đồng hồ nó chuẩn như thế nào. Chúng tôi không tua. Đấy. Và cái nội thất đây, nội thất ghế da cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, 2014 nhá, sản xuất năm 2014 và chạy từ năm 2014 đến nay là 6-7 năm rồi mà nó còn đẹp như thế này đấy ạ. Và đặc biệt là cái phần trần, quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã rất là cẩn thận bọc cái trần ni lông cho nên là cái trần này nó rất là đẹp đây này. Bóc cái ni lông này ra là cái trần nỉ này rất là mới này. Quý vị các bạn thì có thể xem qua cái lớp ni lông này thấy bên trong rất là mới này. Và cái phần nhựa này chúng tôi chưa có dọn dẹp đi nào nhá mà nó đã đẹp như thế này rồi. Đấy, rất là đẹp rồi, phải nói là rất là tuyệt vời. Và cái phần bậc cửa đây, bậc cửa này cũng chưa có xước sát gì cả và còn rất là đẹp, rất là mới. Ghế cũng đã được trang bị là ghế chỉnh điện rồi nhá, ghế lái chỉnh điện này. Và chủ xe cũng đã lót sàn da này, lót sàn này, có một cả thêm một bộ sàn nữa. Đấy, rất là đẹp rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái cánh cửa sau bên lái nhé. Đầu tiên là tôi vẫn mở ra cho quý vị và bạn xem về cái phần keo chỉ đã này. Keo chỉ là nguyên bản rồi, chúng tôi cam kết là nguyên bản rồi, không bị đâm đụng, không bị ngập nước gì cả, nguyên bản hết này. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn nhé, rất là đẹp luôn. Đây là cái phần ghế này, cũng rất là mới luôn. Đấy, nội thất ở cái hàng ghế sau này rất là đẹp. Chỉ có bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì thôi nhé, chứ còn là nó rất đẹp đấy ạ. Đấy, do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cho nên nó bẩn thôi, chứ còn nếu như dọn sạch sẽ đẹp đẽ thì rất là mới ạ. Và xe cũng đã được chủ xe lót sàn da này. Đấy, và thêm một cái bộ thảm này, bộ thảm nhựa này rất là đẹp. À, thảm này là thảm cao su nguyên bản, xe sản xuất cho xe Ranger, rất là đẹp này. Đấy, nó bẩn nhá, tôi quay sát vào cho quý vị các bạn xem này. Nó chỉ có bẩn thôi chứ bây giờ nếu mà dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi thì nó lại rất là mới đấy ạ. Tôi chắc chắn với quý vị và các bạn là một điều như này là quý vị và các bạn đến xem xe tại cửa hàng tôi là nó sẽ đẹp hơn ở trên cái video này ạ. Video này là chúng tôi mua về là nó như thế nào thì tôi quay như thế vậy đã. Còn lại là quý vị và các bạn phải đến xem xe thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp lô này cũng như là về cái phần option của xe nhé. Tôi cứ nổ cái máy lên đã cho nó mát một chút, chứ vì là thời tiết ngoài trời hôm nay rất là nắng. Quay một lúc thôi thì chắc chắn là cái điện thoại này nó sẽ lại bị đơ vì là nó sẽ không chịu được nhiệt. Nhiệt nó cao là camera nó dừng. Đó. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị và các bạn nhé, chạy chuẩn 12 vạn km này. Chúng tôi cam kết là cái đồng hồ này chuẩn, là chúng tôi mua về là chúng tôi không tua. Quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi xem thì tôi sẽ cho xem điện thoại tôi là cái thời gian mà tôi mua xe và chụp ở nhà xe, nhà chủ xe nó như thế nào, là nó còn nguyên như thế vậy. Đấy, từ cái vô lăng nó cũng còn nguyên bản đây quý vị bạn nhé. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị bạn xem về cái vô lăng này, rồi về cái cần số này. À, cần số của xe đây nhé, cần số nguyên bản cũng chưa có làm lại đâu nhé. À, cần số này
điều hòa tự động hai vùng độc lập này, hộp số tự động này, hai cầu này, phiên bản OnlineCheck 3.2 thì là toàn bộ là số tự động hai cầu hết quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn đây này. Đấy, từ những cái phần nhựa này, rất là đẹp ạ. Đấy, vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển này, cruise control đủ hết cả rồi. Ở cái phiên bản OnlineCheck 3.2 thì nó sẽ đủ hết đồ rồi quý vị và các bạn nhé, không còn thiếu cái gì nữa đâu, đầy đủ hết luôn đấy ạ. Đây là cái phần cốp sau quý vị và các bạn nhé. Cốp sau này, Forerunner OnlineCheck. Đây là cái camera lùi này, cảm biến lùi này, đầy đủ này. Phiên bản OnlineCheck thì nó đã có cả cảm biến trước, cảm biến sau, camera lùi. Cái camera lùi này rất là đắt tiền nhé. Nhiều xe là hay bị mất trộm ở cái nắp này đây. Tôi sẽ mở cho quý vị các bạn xem về cái nắp thùng này. Nắp thùng thì từ những cái ốc này nó còn nguyên bản hết đây quý vị bạn nhé. Ốc ở cái nắp thùng sau này còn nguyên bản này, chưa có một vết tháo. Đấy. Cho nên là nó rất là đẹp. Đấy, còn nguyên bản này, này chưa có một vết tháo gì. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Keo chỉ ở cái nắp cốp này cũng còn nguyên hết đây này. Đấy, cái dãy keo này là còn nguyên này. Nếu như bị đâm từ phía sau này thì chắc chắn là nó phải làm lại. Làm lại cái cánh sau này thì là nó sẽ bị vết rồi, không thể giấu được. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra nào. Đấy. Đầu tiên thì tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết nhé, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Thì keo chỉ nó sẽ nguyên bản như này. Ốc bản lề nó cũng nguyên bản như này đây quý vị và các bạn ạ. Không những nó còn nguyên bản, nó còn rất mới, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, chỉ có bẩn thôi. Bẩn là do nội thất chúng tôi chưa có dọn dẹp gì. Bây giờ chỉ vất đi ra chỗ dọn nội thất cho anh em nó dọn một ngày thì chắc chắn là chiếc xe này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy. Nhưng mà nó mộc mạc như thế nào thì là xem nó thật như này thì vẫn tốt hơn quý vị và các bạn nhé. Giống như anh em ta bây giờ mà đi tán gái đấy, chị em mà make up sau khi bỏ cái lớp make up này ra thì nó sẽ khác nhau một trời một vực ạ. Make up từ vịt nó sẽ trở thành thiên nga, nhưng bỏ cái make up này ra thì thiên nga lại trở thành vịt. Đấy, cho nên là tôi thì lại tôi thích quay thật cho quý vị và các bạn cùng xem cơ, để quý vị và các bạn đến với cửa hàng chúng tôi xem thì thấy nó sẽ đẹp hơn đấy. Ồ, chiếc xe này nó đẹp hơn là trên video. Đấy, tôi lại thích cái điều đó. Và đây là chiếc nắp bi cửa trước bên phụ quý vị và các bạn nhé. Đấy. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, còn rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Từ những cái bậc cửa này, quý vị và các bạn nhìn vào thấy nó đã đẹp rồi. Vì những chiếc xe OnlineCheck thì phần lớn là chủ xe đi rất là giữ gìn ạ. Nó khác với những chiếc xe bán tải khác. Những chiếc xe OnlineCheck này nó có giá trị nó cao hơn, đắt tiền hơn. Cho nên là phần lớn những người đi mua xe này đi OnlineCheck là gần như những người chơi, biết giữ gì. Đấy. Đáp lô này, rất là đẹp luôn này. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đã đẹp như thế này rồi đấy. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy. Từ những cái phần trần thì bọc đi là rất là đẹp rồi. Đấy, cái lớp ni lông bọc này, nếu bóc cái lớp ni lông này ra là cái nỉ trần rất là mới này. Và cái phần nhựa này, phần nhựa không bọc mà nó cũng còn mới như thế này đấy quý vị bạn thấy chưa? Chưa có đánh nhá, chưa có dọn dẹp gì nhá, chưa có can thiệp của anh em spa vào mà nó đã đẹp như thế này rồi. Đó, rất là mới. Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó là cái phần động cơ của chiếc xe đây. Đầu tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem qua về những cái phần ốc đã này. Đấy, ốc này, những cái phần keo chỉ này, nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cho nên nó đẹp như này đấy ạ. Đấy. Ốc yếc này, nguyên bản này. Về cái phần quan trọng nhất là cái phần động cơ, chắc chắn là quý vị và các bạn đang quan tâm nhất đây này. Tôi quay sát vào cho quý vị và các bạn xem nhé. Ốc máy nguyên bản này. Đấy, ốc máy nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Không những nó còn nguyên bản và còn rất đẹp quý vị và các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết đây này. Với chiếc xe chạy 12 vạn km mà chuẩn mà nó lại sạch sẽ, đẹp đẽ, khô rong như thế này.
thì phải nói là chủ xe đi cũng biết giữ gìn đấy, bảo dưỡng đầy đủ, dầu mỡ đầy đủ thì là nó mới đẹp như thế này. Chứ còn nếu như mà cũng đi nhiều nhưng mà hoặc đi ít mà lại không bảo dưỡng đầy đủ, không chăm sóc đầy đủ thì chiếc xe nó lại xuống cấp rồi. Đấy, động cơ thì động cơ 3.2, động cơ diesel quý vị và bạn nhé, và còn rất là đẹp. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như thế này, đã mới như thế này rồi đấy quý vị và các bạn ạ. Đấy, còn đang bẩn như thế này đây này. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì mà cái động cơ nó đã đẹp như này rồi. Chắc chắn là cái phần động cơ thì chúng tôi cũng đã tiết kiệm được một ít tiền dọn rồi. Động cơ này thì chúng tôi không phải dọn dẹp gì nữa vì nó quá đẹp rồi đấy. Quá đẹp đẽ, quá sạch sẽ rồi đấy. Phải nói là mua xe mà từ đời từ 14, 15 bây giờ mà sạch sẽ đẹp đẽ mới như này thì hiếm có con đẹp đạp bằng đấy quý vị và các bạn ạ. Đấy, chủ xe đi giữ gìn như này đấy, lúc nào cũng để mới, sạch sẽ, đẹp đẽ như này đấy. Từ 2014 chạy 12 vạn mà đẹp như này đấy. Đấy, quá tuyệt vời. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Y-Track 3.2 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 545 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm, lãi suất thì cực kỳ ưu đãi. Quý vị có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.